Rồi chào bạn nha, tiếp tục mời bạn cùng cha con mình lên lên vườn thăm bẫy rắn tiếp tục bạn. Tiếp tục kiếm thêm bẫy mới rồi. Nay bữa hổm nay đội lại nón huyền thoại. Ơi, hy vọng là chiếc này có rắn bự nữa. Mấy bữa nay thấy có mưa nắng ngon quá nè, mấy đã mưa lớn nè, nắng lên nè. Nghĩ có cắn bự còn nha. Dòng ngược lại hả? Vậy đi, đổi gió đi. Đổi gió lấy hên. Hôm ngày khai trương cái kia hoài mà nó chất quốc, bữa nay khai trương lại cái khác. Đổi gió, đổi gió. Lôi ra con rồi, mà cây tre cái lấy phong độ lại cái không gà giờ phong độ xuống quá, lâu ngày phải gắn lại lục nghề luôn rồi. Rồi xong bây giờ chịch chịch chỗ chút nữa tốn bịch lúa. Lại gốc dừa ấy, ngon. Không gài kiếm chuột mà, điện mấy vợ chuột dặn hoài. Kiếm thêm chuột đặt bẫy thêm mà không có. Có mấy cái ít quá. Thăm lần không đã không. Đặt nhiều cái nhiều khu thôi không. Hết khu này cũng còn khu kia. Mà lúc này không có chuột luôn. Năm nào cũng vậy, mùa này là chuột khan hiếm. Gì gùi dữ vậy? Thấy gùi không khoái rồi nha. Chết nhiều gùi không luôn, có gắn hay vậy nè, sao nặng nặng kỳ ta. Trời ơi chuột nhai đậu gắn luôn rồi, gắn chít ngắt hay gì nặng nặng ghê thiệt. Chuột quái thú. Cái bên đây là yếm nhất trong cái nồi luôn nè, đợt rồi có lý qua đợt này chích quất ba lần rồi, đợt này là thứ tư nè. Không dính nữa là giận 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 luôn á. Ây da, dưới con dây à. Chỗ im lắm, có da gắn lột á. Khui. Không thấy hiện tượng gì hết nè. Ờ, con chuột. Con chuột nó chạy ra, nó lú cái mỏ ra, nó dòm dòm. Là hiểu tình đồng chí ha. Bước vô lôi lột ra cái. Đầy nhóc cái chỗ cục mã này im phải đói luôn á, cái chỗ này là chiến đấu luôn. Bằng thường mấy chỗ im chất quốc à. Khui có hiện tượng không, nhóc tanh gì thời ở nhẹ chắc chết chuột luôn quá còn. Thua luôn, tốn bịch lúa nữa. Chỗ này bên này bằng cỏ chống lỏng chân này. Lội cái lọt ra luôn rồi. Thấy nguyên ổ chuột rồi. Ôi lội gắn luôn đã. Ờ dính cái con ngựa chà bá luôn. Trời ơi kìa thấy chưa. Phanh ra. Tính đâu ổ chuột. Trời ngựa bự lắm á. Trời ơi nặng. Cả ký luôn á. Trời ơi. Qua góc bằng cục kìa mát. Tính ổ chuột nhìn vô ai nhờ. Ổ chuột thiệt mà gắn vô sử chuột rồi. Trời ơi, gắn nó bự. Hết biết rồi nặng. Nhìn vô nằm phanh dằn nhín trong đã hết biết rồi. Sướng sướng sướng. Đó, có hàng nghe. Công tác yêu thích. Công tác yêu thích. Tỉa mày. Gà mày. Ây da, cạp mày. Chơi chứ cạp mày. Ây da, cạp nữa. Cái này cạp hoài vậy. Giò tao đâu ngon đâu, tao cạp hoài vậy. Chưa lũng. Ừ, dính răng thấy xam không.
có máu là có tiền, rắn con khúc mà. Thấy giò mình tính chuột thì nó kiếm thêm, nó chưa đói chưa no quá. Mà giò mình nuốt không nổi, rắn mập ghê thiệt. Cục đuôi nè, con cái. Đuôi con khúc. Không tới ký. Bự mà đều nó cục. 800-900 gram. Đó. Con nó này hơi cục đó nha. Nó dài nữa, ngựa dài của nó cục nít. Khúc mà. Sướng sướng sướng. Con chuột đó, con rắn mới vô có mùi sưng. Được quý ngựa. Quý ngựa cũng ngon. Ủa, đen. Cho phát cỏ trong lỏng cái nào cũng dính này nhà dính. Đã thiệt. Thấy gì chứ phát cỏ dễ dính gắn lắm á. Phát cỏ gắn nó gồm hình mé. Sửa sửa hôm lên cho. Vô cây nữa cây. Hai đầu bà lụm hai con đi, con được con cái cho đủ bộ. Hai ba khui. Nặng nặng vậy. Thấy nặng nặng rút ra tới đâu lụm mà chứ. Em ta vô vỏ cho em ta làm nũng rồi nè. Hết biết không? Da bầu chết rồi nè, há họng rồi nè. Tiệt chiêu xấu nết nè. Đó. Ghê chưa? Ghê thiệt chứ. Đặc, độc quyền của con ngựa. Giả chết siêu cấp này, lấy cây quất cái bóp này cái cho mình giả chết. Giả chết còn há họng nữa. Xàm thiệt chứ. Rồi ổ chuột nữa rồi. Ổ chuột con rắn nữa coi. Ui. Lỏng gì. Còn chuột luôn mà đây. Chui vô cái lỗ lôi gà con cày. Lạp nặng chịu cái cây. Nặng là phái còn gì cũng được. Còn lạp không? Quan trọng là còn lạp không còn. Bình lúa rau phải không gì? Hay giống bình lúa rau hay không? Hay giống cái gì nghi nghi cái gì? Nặng cái cây. Rồi như hiều. Móc bọc. Cái gì? Chết chuột hay gì? Trời ơi, gắn nhã. Ra cắn luôn. Không phải, phải nước ngập. Không á, ra luôn. Nó dồn lên này nữa. Này xảy gắn rồi. Cái gắn nhỏ quá. Kì gì? Ấu chuột coi chân nhất. Con chuột này chuột ối chứ đâu phải chuột. Thua. Đó giờ con chưa thấy con ngựa 2 kg luôn. Thăm cái đó luôn chơi. Ngay đó luôn đó. Con heo 2 kg hả? Này dính thử con coi sao. Xích xích trong lá, tuốt lá nè. Trong lá bên đây, chỗ đó. Chỗ đó im lắm. Chỗ ấm hỉnh là sát trong mé cẳng nè. Gục kịch không? Hiểu luôn ha. Vừa giờ nhét vịt lúa vô thấy xong xà bông rồi. Không à. Bờ này chỗ đó ngon lắm, lăn do đã hết biết. Chứ này đổi gió cha mình thăm cái coi sao. Chui vô nhìn vô đen thịt ly coi. Hello. Bán cháu muốn chạy ra mày. Rồi xong vịt lúa. Vô cái coi. Lú cái đầu vô kéo ra. Rồi. Rồi lỗ vốn luôn. Chết chưa? Lỗ nặng. Thế chết chuột rồi, không khoái rồi đó. Không có bù.
ngoài rắn. Những cái bẫy cuối cùng khui vô rồi. Trong lỏng luôn. Ừ. Rồi thấy tốn bịch lúa rồi đó. Đây ở vườn thì đi bất cứ trên mọi địa hình, cái chuối, nhanh la, tàu lá hay cái gì cũng đi qua sông được, qua mương được. Còn không có nhánh, không có cây thì lội. Còn cái bẫy cuối cùng qua nè. Không lẽ tình hình bữa nay được có con ngựa một sao? Vô con gì nữa coi. Hello. Không thấy hiện tượng đậu hôm với chân người ta. Khui. Thôi con chuột. Dằn nín luôn, mập lù. Bữa nay gán hết chuột cũng hết, này có 6 con chuột cũng hết nữa. Còn con mới xia ra teo, còn xia cù đuôi sức mẻ vậy nè, yếu xìu rồi. Chưa con nó chết luôn, lại con gắn. Dạ bồ chết nãy giờ vợ chưa tỉnh nữa nè, nó đụng nó cái lộn lộn mà. Con này 700g nha, để cần thử. Bỏ ra cái đi luôn đó, cái không đi đâu, đi gì nổi. Nó dạ bồ chết rồi, dạ bồ chết nãy này thả ra rồi mình đi chỗ khác á. Nó mới chạy thôi. Nằm. Khát nước, áo binh bất động. Đụng cái lộn này nha. Lộn lộn coi. Mập ghê chứ. Nó ngáp rồi, kiếm đường chạy đó. Nó thấy mình đi mới chạy. Đó, đó nhột nè. Gắn xấu nữa. Gần ký. Mập. Con khúc. Nó lấy cần cần thổi cần độc rồi vậy chứ á. Lấy cần cần thử coi. Rồi, lên mâm. Mấy trăm gram? 89. 900 gram. 900 gram. Mày giải bầu chết là hồi hai cha con ta xử mày đó. Rồi thành quả hôm nay được con nè bạn. Với lại con kia bị chuột xử hết nửa con. Chuột nó quất gắn luôn. Chết queo luôn rồi. Từ đây chiều mà mày không tính là tao bằng thịt luôn đó. Rồi đây em chào bạn nha. Chúc cả các bạn xem clip vui nha. Mẹ mình nó rắn nó chết. Bộ chết đó. Chết rồi, lấy nước sôi đi. Ai sướng biết liền. Rồi chào bạn nha.